chào các bạn. Hôm nay thì tôi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về cách chúng ta sẽ sử dụng âm nhạc và hình nhảy múa để cho các nhân vật của chúng ta một cách sinh động hơn nữa trên màn hình, đúng không ạ? Tôi sẽ bắt đầu thay đổi nhân vật để làm sao cho những nhân vật nhảy. Tôi sẽ chọn em bé, một em bé đang nhảy ballet. Và với một âm thanh thì tôi sẽ sang cái mục sound và chọn một âm thanh với file âm thanh phù hợp MP3 được load vào đây. Tôi sẽ nhìn thấy là những âm thanh, tôi có thể điều chỉnh và chỉnh sửa âm thanh ở phần này rất là dễ dàng. Để mà play được âm thanh này thì chúng ta chỉ cần vào phần sound và chúng ta chọn play sound thôi, và chúng ta có thể chọn bản nhạc bất kỳ nào chúng ta mong muốn để play được. Chúng ta có thể hai cách là play sound và play sound until done, tức là play cho đến khi nó kết thúc. Và chương nhạc mà chúng ta chọn là The Walk 01. Chúng ta sẽ chọn cảnh, ngữ cảnh để nó, đúng không ạ? Để cho em bé nhảy trên một cái sân khấu. Và tôi sẽ để trên một cái sân khấu như này. Trong đó thì chúng ta sẽ để cho em bé di chuyển, thì chúng ta sẽ để vị trí của nó ở đâu ạ? Vị trí 6 và 12 là vị trí hiện tại của em bé. Khi mà chúng ta kích vào nút start, nút bắt đầu, thì em bé đang đứng trên cái bục biểu diễn và play sound walk 010. Đó là âm thanh mà chúng ta đã chọn. Chúng ta tiếp thử. Âm thanh thì có thể bật lên rồi. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng điều gì? Em bé chưa hề chuyển động, đúng không ạ? Vì thế nên là tôi sẽ phải chọn cho em bé bắt đầu chuyển động và thay đổi dần các cái động tác của nó. Tôi sẽ phải thay đổi các cái động tác của em bé này. Đó, bằng lệnh Next Custom. Next Custom. Và tôi sẽ cho vào đây một cái bộ vòng lặp trong vòng khoảng bao nhiêu giây. Tôi sẽ để cho em bé nhảy liên tục khoảng 10 lần Next Custom, và đổi lại sang số giây là trong vòng 0,5 giây. Và chúng ta sẽ thử xem chương trình của chúng ta. Nếu chúng ta thấy nó quá nhanh thì chúng ta có thể đổi lại về 0. Quá chậm thì đổi về 0,1. Còn quá nhanh thì chúng ta có thể chỉnh dần đi và cho em bé lặp lại nhiều hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Và em bé vừa nhảy vừa có âm nhạc, theo tiếng âm nhạc. Chúng ta sẽ điều chỉnh số lần cho nó hợp lý hơn với cả cái số bản nhạc, để khi vừa kết thúc bản nhạc thì em bé cũng dừng lại việc nhảy. Đó là chúng ta vừa sử dụng với Next Custom và đợi trong vòng khoảng 0,6 giây để cho em bé nhảy. Chúng ta có thể lặp lại, thay đổi số lần lặp lại cho nó hợp lý. Tiếp theo, chúng ta không, nếu chúng ta không sử dụng Next Custom, chúng ta sử dụng Sweet Custom 2 thì nó cũng tương tự như vậy. Đó là chúng ta sẽ phải dùng nhiều lệnh hơn để mà thực hiện. Ví dụ như chúng ta đang đặt hình ảnh của em bé là A, B, C và D, đúng không ạ? A, B và D. Nếu mà chúng ta không muốn thứ tự của nó là thứ tự trên xuống dưới nữa thì chúng ta có thể tự đảo thứ tự A, xong nó B, xong nó A, rồi lại tiếp tục làm ra. Các bạn có thể chọn D, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta không theo thứ tự nhất định mà chúng ta sẽ switch custom theo cái thứ tự chúng ta yêu cầu. Chúng ta sẽ bỏ qua bước C. Rồi khi em bé dừng thì nó sẽ dừng ở bước D.
tôi muốn giảm số lần lặp lại của cái này. Và tôi sẽ duplicate cái đoạn này để chúng ta nhìn thấy rằng là nếu mà tôi chỉ lặp lại 3 lần thôi và tôi duplicate cả đoạn lệnh này thì nó cũng tương đương với việc tôi đang lặp lại 4 lần. Đúng chưa ạ? Tôi điều chỉnh đi một chút. Rồi bây giờ tôi thử chạy. Dòng tiếp tiếp. Wow, cuối cùng là C. Em bé xoạc chân. Đúng ạ? Khi các bạn muốn kết thúc ở đâu đó, các bạn tự điều chỉnh. Làm theo cách này thì số lệnh của chúng ta sẽ nhiều hơn. Thế nhưng chúng ta có thể điều khiển được là nhân vật sẽ nhảy những cái tư thế nào một cách hợp lý. Ví dụ nữa, tôi có thể thay đổi lại một số những cái tư thế của em bé trong vòng 0,3 giây từ C sang A. Đang lặp lại. Cuối cùng dừng, đúng không ạ? Đó là một cái phần nhảy của cho em bé và chúng ta đã vừa xong cái phần hướng dẫn nhảy. Giờ chúng ta có thể sang phần Casey, Casey Dance. Chúng ta sẽ copy toàn bộ cái câu lệnh này sang cho Casey. Đó, và như vậy chúng ta sẽ kéo, chỉ việc kéo câu lệnh sang phần hình ảnh của Casey là chúng ta đã duplicate các câu lệnh này. Và tôi sẽ thay đổi một chút nữa. Đấy là tôi sẽ set kích thước cho Casey nhỏ hơn một chút, về khoảng 75% cho bằng em bé. Chúng ta sẽ xét vị trí của Casey khác với cả em bé. Vậy là chúng ta sẽ đặt vị trí khác đi. Chúng ta sẽ point go to. Tự mặc định, khi các bạn đặt nhân vật vào thì các cái lệnh này nó cũng đặt mặc định luôn cho các bạn về các vị trí hiện thời của nhân vật đấy. Tôi sẽ không thể play sound 2 lần nữa. Tôi chỉ play ở một bên thôi. Và tôi sẽ bỏ cái phần play sound đi. Và chúng ta sẽ thấy rằng tương tự, đúng không ạ? Cái gì tương tự. Chúng ta xem thử. Hình Casey thì cũng có A, B, C và D. Đó. Và nó cũng có 4 hình tương ứng như của em bé. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi sang hình Casey. Casey A, Casey B, Casey A, Casey D. Đó. Vừa rồi là chúng ta vẫn đang giữ nguyên của em bé. Rồi, chúng ta đã đổi xong. Tôi muốn tạo thêm một biến nữa ở đây. Đó, một cái biến. Rồi, đã thử nào. Rồi, Casey cũng nhảy và em bé cũng nhảy. Đó. Dừng chương trình. Chúng ta có rất nhiều file âm thanh để có thể lựa chọn ở đây. Khi các bạn muốn thử nghiệm xem là âm thanh nào hợp lý thì các bạn có thể nghe thử. Chúng ta có thể đổi lại các âm thanh khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cách play một cái bản music và cho nhân vật nhảy. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.